Vâng, hello, xin mến chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với location trong kênh mình ha. Thì ngày hôm nay thì bên em mới vừa về được một lô hàng zin cả vỏ luôn nha. Đây là trên tay em là cây E61 nè. Đó, hàng zin cầm rất là bóng. E61i với lại một con E61 nè. Đây. Rất là đẹp. Anh chị em nào mua về sưu tầm hoặc là sử dụng rất ok. Với lại một cặp Noka 3120. Hàng zin cả vỏ luôn. Cầm rất là đầm tay, trắng ha. Đó. Màn hình rất là sắc nét. Mấy con này cũng vậy luôn. Màn hình đẹp lắm. Anh chị mua về là xài thôi, lắp sim vô là xài. Còn phím bấm tanh tách rất là phê. Đây. Con này E61i nè. Đó. Bấm rất là đã, rất là mượt. Đây, xí sao kim loại nè. Theo N97 mini đó, có 4 cây thôi, hàng zin cả vỏ nè, bao nó bóng lưỡng nè, mới xài là vô tư, có một cây trắng duy nhất đó, còn tem luôn nè, hàng zin còn cả tem luôn, cả tem hồi xưa luôn đó. Đó, anh chị nào mà nhắn tin đó thì lướt lên, còn không thì cứ để như vậy, mình xài cảm ứng cũng được, tại cây này có cảm ứng và bàn phím luôn. Đó, mình sưu tầm là trưng tủ rất là đẹp đây đó. Hàng zin rất là bóng mượt, khỏi lo về vấn đề mà pin bỏng tại vì pin zin của nó kèm theo đây 2680S nắp trượt. Theo iPhone 3GS này, một cây một mới về, cây màu đen phía sau bóng lưỡng này, nó còn cái ốp lưng nữa nè. Tiếp theo, đây là lô 1002 với 1208. Đó được 7-8 cây, 8 cây. Phím zin nè. Đó, phím zin mình bấm nó không có bị bay số giống như là phím lô. Phím lô là bấm một thời gian nó sẽ bay số, mất tiêu số hết trơn luôn. Đây. Và một cây này mới đọc. 6600 nè, bữa giờ anh chị hỏi rất là nhiều, mới về được một cây. Cái này bỏ zin luôn. Pin zin cầm rất là đầm tay, nghe gọi rất là ok, màn hình rất là sắc nét luôn ha. Để em coi có pin không, tại mới test xong em để một bên này, anh đi cây này hết pin này. Rồi tiếp theo Nokia 2007 đó, cây 2007 này thì nói chung là vỏ này là vỏ lên tinh kiện, đời tốt, cầm cũng đầm tay. Và cây N8 nè, vỏ zin nè, nó sẽ chày chày nhẹ nhẹ nè, nhưng mà cầm rất là nặng tay luôn đó, hàng vỏ zin là cầm rất là chắc tay. Em lấy nét lại đó, nó không có bị mất mấy cái nắp, tại vì thường á là sẽ bị mất mấy cái nắp nè, hàng zin sẽ bị mất cái nắp, mà cái này còn nắp luôn nên vậy rất là giá trị ha. Tiếp theo cái lô Moto nè, được 6 cây. Moto này xài rất là ok, tại vì nó có cái anten nhìn rất là đẹp. Đây về được 6 cây, cái bản này là bản Militech nè, cái bản này là bản giới hạn, rất là độc. Anh chị nào mua thì cứ liên hệ qua cho em số điện thoại 0944440974 đôi. Đây là cái anten sóng nè, rất là ok. Nó có nhiều màu lắm, màu xanh, màu này màu xám. Tức là cái mặt ở trên nè, cái mặt ở trên. Còn vỏ thì vỏ màu trắng. Cái này cũng vỏ zin luôn nha anh chị. Vỏ zin xài rất là ok. Mình xài càng ngày nó càng bóng. Còn mấy cái Samsung này bữa thì cũng có em có giới thiệu đó, Z700 với này thì Samsung Y. Rồi, ok. Anh chị nào mua được cái liên hệ cho em số điện thoại ha, 0944440974 đôi nha. Rồi, thế hay cứ đăng ký kênh để cập nhật những dòng máy cổ mới nhất từ Nokia Sài Thành ha. Và chúc anh chị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình nha. Hẹn gặp lại trong clip lần sau nhé.